Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình. Mọi người nhìn thấy cái phía background đằng sau là cũng sẽ đoán là khu phố này nó rất là nhiều đèn đỏ. Đây là một trong những địa điểm mà rất là nổi tiếng ở Tokyo, trung tâm phố Shinjuku ở khu vực Kabukicho. Đây là một địa điểm ăn chơi phố đêm ở Tokyo. Có thể nói đây là một khu mà khi mà tới Tokyo mọi người không thể bỏ qua. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết cái khu vực phố đèn đỏ, bởi vì nó rất là nhiều đèn đỏ. Sẽ cho mọi người xem các cái ngõ ngách ở trong nó có cái gì. Kabukicho là một khu phố nổi tiếng tọa lạc tại trung tâm Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản. Kabukicho được biết đến là một khu phố giải trí nổi tiếng với các cửa hàng dành cho người lớn và các hoạt động giải trí. Nó đã trải qua một lịch sử phát triển từ sau Thế chiến thứ hai, từ một khu vực nghèo nàn trở thành một trung tâm sôi nổi bậc nhất Tokyo ngày nay. Nơi đây đã trở thành một điểm đến phổ biến cho du khách cả trong và ngoài nước. Kabukicho được biết đến là một khu phố hoạt động 24/7 với nhiều hoạt động sôi nổi vào ban đêm. Nơi đây có nhiều quán bar, nhà hàng, cửa hàng karaoke, rạp chiếu phim, cửa hàng dành cho người lớn và các địa điểm giải trí khác nhau. Đối lập với vẻ bình dị, mộc mạc ban ngày, Kabukicho như đeo mình một lớp mặt nạ khi màn đêm buông xuống. Từ sau 18 giờ, khu phố rực rỡ sắc màu với hàng ngàn ánh sáng đèn neon từ các biển quảng cáo của các nhà hàng và các câu lạc bộ đêm. Kabukicho như được thu nhỏ với hình ảnh Tokyo một ngày không nghỉ. Kabukicho cũng nổi tiếng với các rạp hát Kabuki và nhà hát robot. Kabuki là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, trong khi nhà hát robot mang đến một trải nghiệm giải trí độc đáo với các buổi biểu diễn kết hợp giữa nhân viên và robot. Ngoài ra, Kabukicho cũng rất nhiều quán bar thú vị và cửa hàng quần áo, cửa hàng đĩa, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng anime. Khu vực này cũng có rất nhiều các nhà hàng phục vụ các món ăn Nhật Bản và quốc tế đa dạng. Khi đi vào trong Kabukicho, bạn sẽ thấy rất nhiều cửa hàng và dịch vụ cho người lớn khác nhau. Các cửa hàng này thường có các biển báo rực sáng và hình ảnh phụ nữ để thu hút khách hàng. Một số cửa hàng cung cấp dịch vụ giải trí truyền thống như karaoke, massage, phòng trà. Tuy nhiên, có những cửa hàng tập trung chủ yếu là các dịch vụ quan hệ trực tiếp. Ngành công nghiệp giải trí người lớn là một phần không thể thiếu tách rời của khu vực Kabukicho. Cần lưu ý rằng các hoạt động này có tính hợp pháp và hạn chế tại Nhật Bản. Luật pháp Nhật Bản cấm việc mua và bán dịch vụ người lớn tại đây. Tuy nhiên, một số hình thức giải trí khác như là cung cấp dịch vụ hoàn toàn không quan hệ vẫn được phép hoạt động. Ngoài ra, Kabukicho cũng gặp những vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội, bao gồm việc buôn bán người và trẻ em bị cướp bóc. Khi đi vào khu phố những ngày cuối tuần, sẽ bắt gặp được rất nhiều các bạn trẻ tập trung. Chính phủ và các cơ quan chức năng đã nỗ lực kiểm soát và giảm tình trạng này, nhưng vẫn còn những thách thức tồn đọng. Như vậy, khi tham quan khu phố đèn đỏ Kabukicho, bạn nên nhớ tuân thủ các quy định và luật pháp địa phương và tôn trọng văn hóa và giá trị của Nhật Bản. Tuy nhiên, để tránh gặp rắc rối và ấn tượng không tốt khi du lịch đến Nhật Bản, bạn không nên đi theo những lời mời gọi và quán của họ trên đường. Các bạn nên kiểm tra và tìm hiểu thông tin trước khi vào. Những khu phố đèn đỏ này ở Nhật cũng không nên cầm camera quay vì thực sự rất phức tạp nếu gặp sự cố không hay. Khu phố đèn đỏ Kabukicho là một khu phố vừa mang lại ấn tượng tốt và cả xấu. Do đó, để có khoảng thời gian vui vẻ, an toàn và an tâm, các bạn hãy lưu ý với những lời chào ở đây. Mọi người hãy xem video tới phút cuối cùng để chúng ta hiểu hơn về khu phố đèn đỏ Kabukicho. Những hình ảnh thực tế này sẽ giúp mọi người có một cái góc nhìn hình ảnh thực tế nhất về khu phố đèn đỏ Kabukicho. Yes, that's it.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
đi chậm thôi đi. Đấy めちゃめちゃいいと思う。